Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi về cùng với các bạn một trong những mẫu xe sedan hạng B của nhà Mazda, chiếc xe Mazda 2 với màu đỏ pha lê cực kỳ sang trọng luôn ạ. Ở thời điểm chương trình tháng 3 hiện tại thì Mazda 2 đang được hỗ trợ lên tới là 100% thuế trước bạ nha mọi người nhé. Dòng xe nhập khẩu nhưng lại đang được hỗ trợ thuế trước bạ hơn bất kỳ những dòng xe lắp ráp nào. Đấy. Về tiêu chuẩn của dòng xe nhập khẩu thì mọi người có thể hiểu đấy, cực kỳ chất lượng, cực kỳ bền bỉ và tiết kiệm xăng. Thì cái chương trình trong tháng 3 này thì phải nói là quá tốt, chưa từng có luôn. Hỗ trợ 100% từ trước bạn, ngoài ra tặng gói phụ kiện lên tới 40 triệu luôn ạ. Thì sau đây tôi với các bạn sẽ đi qua một vòng để ngó về cái dòng xe này nhé. Đây, đây là hệ thống la răng mới này. Đó, đây là tôi đang đi qua về hệ thống bên sườn xe nhé mọi người ạ. Đấy, đằng sau này là đuôi xe này. Xe thì được trang bị đầy đủ cảm biến hết rồi mọi người ạ. Camera lồi màn hình tích hợp Apple CarPlay, Android Auto luôn. Thì cùng đi vào bên trong nội thất của xe một chút. Bản Mazda 2 thì là một trong những mẫu sedan hạng B phải nói là tiết kiệm nhất phân khúc trên dáng dòng số tự động. Đó. Ở ghế da hai tông màu cao cấp, đây được trang bị cả da lộn nhé, cực kỳ êm. Hệ thống khoang điều hòa theo kiểu cabin máy bay, tuabin máy bay. Đấy. Tôi đánh giá là hệ thống âm thanh của Mazda thì phải nói cực kỳ hay. Dòng Mazda 2 này loa rất là hay luôn mọi người ạ, thậm chí còn hay hơn cả Mazda 3 luôn. Đấy. Thì với cái chương trình ưu đãi trong tháng 3 này là lên tới 100% thuế trước bạ và tặng gói phụ kiện này, thì lại được một cái mẫu xe nhập khẩu nữa, thì phải nói là quá hời luôn. Thì để biết thêm chi tiết chương trình ưu đãi trong tháng 3 này cũng như là các cái chương trình giá đàm phán hỗ trợ cho khách hàng thêm, thì hãy không ngần ngại liên hệ với chúng tôi để có thể hỗ trợ được cho từng khách hàng nhé mọi người nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.